cánh hồng. Lụa là phút ấy chưa quên. Hello everyone, mình đang ở ngoài vườn của anh hai chị hai mình nè. Trời ơi, mình qua đi chơi mà mình thấy có cái chậu quỳnh nó đẹp quá, mình không có cầm lòng được các bạn ơi. Mình nhất định mình phải quay để biểu diễn cho các bạn xem nha. Bởi vì cái quỳnh này nó hơi lạ, không phải nhà nào cũng có. Đây nè, đây nè. Trời ơi, mình quay từ dưới lên trên nè. Úi chào anh hai chị hai mình, thấy khen sao mà nó đã quá, nó đổ, nó lên tới trên cái mái nhà luôn kìa. Đó, mà theo lời anh hai chị hai nói là cái này nó chưa có nở hẳn đâu. Rất tiếc là hôm qua nó bận mình không qua được. Rồi bữa nay mình chạy qua thì trời không có nắng. Hoa này mà trời không nắng thì nó vậy thôi, nó chỉ búp búp vậy thôi. Nhưng mà để mình quay qua gần cho các bạn coi ha. Đó, coi nè, nó nhiều tầng nhiều lớp kìa chưa. Đó, cái lớp ngoài nó đậm rồi lớp trong nó hồng lợt lợt, rồi vô trong nữa cái nó hồng mơn mởn, thấy thương không? Lạ quá hen các bạn ha. Còn cái này coi cái nụ nè. Cái nụ mà từ trong cái gốc lá nó mọc ra, nó có một cái chùm lông rất là lạ, rất là đẹp. Mình thấy hay quá đi. Trời ơi, anh hai, cái chậu hoa này anh hai trồng bao lâu mà nó lớn dữ anh hai? Cái này là 4-5 năm rồi, 5 năm mà 5-6 năm nay rồi. Ồ, chị hai bên trồng 5-6 năm nay nó mới lớn dữ vậy. Năm nào nó cũng nở vậy hả chị hai? Năm nào cũng nở hả? Ui trời bên ơi. Sao mà năm nay, năm sao mà năm nay nó nhiều quá. Năm nay đó nó nhiều đẹp quá. Qua đây rồi thì thôi, nhà anh hai chị hai mình có cái gì thì mình quay hết cho các bạn coi nha. Coi cho vui. Nhà mình thì không có gì đâu. Mình quay ké này chị hai cũng được. Ở cái lan này, cái lan vàng này cũng lạ lạ nè. Đẹp quá nè. Cái lan này mình thấy cũng đẹp nè. Cái lan đó xin của người dân đó. Của đang có tới mấy tược hoa nè, 1 2 3. 3 tược hoa lận. Đó, cái lan kế bên cây quỳnh. Trời ơi, đây cũng một đống quỳnh nữa hả chị hai? Nhưng mà không thấy bông. Wow, nhiều quỳnh quá. Có bông mà nó nằm trong gốc. Trời, cái này cái gì to to nè? Ồ, hoa giấy của chị hai lá to quá ha, mà chưa có bông ha. Ồ, cái quỳnh treo này cũng đẹp này mà chưa có ra bông. Chim nó hót nghe đã chưa. Trời ơi, nguyên xóm quỳnh ở đây nè, mà phải chim mà nó rực bông lên hết, em quay đã ha. Trời ơi, cái chậu quỳnh này ngất ngay con tàu luôn nè. Chị hai chỉ tiếc rồi mình không có qua nhầm cái lúc nó nở rộ. Đây là cái cửa sổ, mình thấy anh hai chị hai làm một cái giống như bài thú cũng dễ thương. Mình quay chơi. Nhà này không có con nít các bạn ơi, chỉ có hai ông bà lớn tuổi thôi. Em chỉ nói lớn tuổi thôi nha chế, em không có nói già đâu. Hai ông bà thì xiên quá. Ủa, cái cây sen đá này bự quá hen. Mấy cái cây này giống như dạng bonsai cũng đẹp ghê nè. Trời, sen đá. Ồ, nó đang ra bông nè chế ơi. Nó đang ra nụ nè. Nó bự quá, nó bự như cái rổ vậy á. Cũng là dạng sưu tầm sen đá ha. Anh hai chị ơi, tối ngày ở ngoài vườn. Cưng hoa, cưng cỏ giống như cưng con. Thành ra là đứa nào nấy sạch sẽ đẹp đẽ lắm. Chậu nhỏ nhỏ này, chậu... À, cái này cái gì? Cây hả? Coi như là một cái cây kiển vậy thôi. Cái này giống như cây bonsai. Dạ.
Để em quay cây đào nè. Wow, cây đào của chị hai lớn quá. Trái tùm luôn. Nhưng mà cái trái này thì ăn được không chị hai? Được. Trái này ăn cũng được luôn hả? Trái này ngon lắm à. Vậy hả? Trái này thì nó còn xanh. Thôi, chưa thử đâu. Hồi nãy ăn trái donut thử rồi. Cái này hồng giòn ha chị hai. Mình thấy cây hồng giòn của chị hai đang ra trái chi chít luôn nè. Mà cũng không có cao lắm đâu, chừng 6 feet thôi à. Wow, trái nhiều quá. Thấy thương không các bạn? Hồng giòn là đặc sản của California mình đó nha. Hầu như nhà ai trồng hồng giòn lên mình thấy cũng ngọt hết á. Trái to hay là không to thôi. Đó đây nè, cho các bạn coi cái cây đâu có bị lớn đâu hả. Mà chị hai còn trồng trong chậu nữa chứ. Đó, đây cái chậu của nó đây. Vậy đó mà trái quá chừng mấy chục trái luôn. Thấy thương quá à. Còn đây cây này rất là đẹp. Chị hai nói đây là cây lý ha. Thì mình hồi xưa ở Việt Nam á, thì mình cũng có từng ăn cây lý. Mà bây giờ lâu quá quên mất cái mùi vị nó ra làm sao. Thấy thì nó hơi giống giống cây mận ha các bạn. Wow, cây này cũng trong chậu tùm đẹp ghê. Cái này cái gì mình không biết tên. Cái này là rau bồ ngót nấu canh ăn nè. Đẹp chưa? Thương không? Ở Mỹ thì vẫn có rau bồ ngót ăn nha. Mấy cái này thì xương rồng ha. Chắc là nhiều bạn biết. Cái này cũng là hoa quỳnh nữa nè. Nhưng mà cây này không có hoa. Còn cái cây quỳnh kế bên này á, thì mình thấy đang nở hoa rất là đẹp. Nhưng mà cái quỳnh này thì có vẻ các bạn quen thuộc hơn, có nhiều gia đình trồng hơn. Đẹp quá chừng đẹp nè. Đây nụ. Chị hai có tay chăm sóc quỳnh quá nha chị hai. Trời ơi, cây của bà nó xanh mởn, đẹp ghê. Qua đây thấy cái gì cũng thấy ham hết. Này giống như là cây chanh hả? Chưa có trái. À cái này lá cẩm nè. Đây là chậu lá cẩm nè. Đây cho các bạn coi cái này gọi là rau mồng tơi Nhật nha. Rồi mình mê cây này lắm. Lần nào mình qua đây mình cũng xin chị hai mớ về mình nấu canh hết á. Cái mồng tơi này các bạn, cái vị của nó thanh, nó nhẹ lắm. Nó không có chua chua giống như cái mồng tơi của Việt Nam mình đâu. Đó, nó là một cái loại thân leo. Đây, từ dưới đất bò lên. Đó, dễ lắm luôn, cái này dễ trồng lắm luôn á. Thấy không? Cứ thấy cái lá nào to to là hái. Sắc sắc ra ra bớt cái nấu canh tôm. Trời ơi, nó ngon tuyệt vời luôn. Trời, chị hai mình trồng quỳnh nhiều ghê á. Chỗ nào cũng quỳnh hết. Cái nụ quỳnh tí hon này chưa nở nè. Này chắc rau dền. Cái này là bụi dưa leo nè các bạn. Trời ơi mình thấy nó ra bông quá. Chừng mình đậu lại mình coi. Mình bạch lá nó ra mình coi có trái không nha. Đây trái đi. Ui cha. Thấy thương quá. Ừ, ở trong đây bự hơn nè. Đó. Ở đâu nữa? Leo ơi, leo ơi. Đây. Đây. Mình đi bạch lá của người ta rồi mình quay. Vườn của chị hai đã lắm, cái gì cũng có hết. Mãng cầu. Chị hai trồng mãng cầu Úc nhiều lắm. Bông quá trời luôn. Mà không biết nó làm sao. Ờ em nghĩ nó đậu. Ồ cái này cây ớt nè. Mà sao cây ớt này nhà em nó lại không có ra trái nhiều nên em cũng chán. Ớt Việt Nam này chứ. Em trồng ớt Mỹ em thấy ra trái. Wow, cây táo tàu của chị đẹp quá. Ui nó đang ra bông đặc luôn các bạn ơi. Cái đó là mặt dường như nó đang đậu trái nhỏ nhỏ nè, phải không?
Mấy cái này là trái hả chị hai? Ồ. Ồ, nó đang đậu trái nè. Trời ơi. Nó nhiều lắm. Ăn sao hết chị hai? Nếu mai mốt có kêu em qua mang phụ ha. Cái cây táo tàu nhìn nó đẹp lắm các bạn. Không biết cây này ở Việt Nam có không ha? Có. Mình cái này mang cầu sim nó cầu sim nè. Dạ, cái này chị hai nói mãng cầu sim. Mãng cầu sim là cái mãng cầu ta á. Mà mãng cầu nhọn nhọn của Thái Lan. À, mãng cầu sim. Mãng cầu sim. Trời ơi, cái cây táo tàu này sao mà nó nhiêu trái dữ vậy? Hắn mấy thu hoạch để em biết em qua. Ồ vậy hả? Ôi da, nó chứ trái gì mà nó từ trên xuống dưới mình nó đặt cây không có chỗ nào. Ôi trời trời, tuốt ở trên đây nữa. Rất tiếc là hôm nay không có nắng. Chứ có nắng là nó còn lung linh. Trời ơi, các bạn ơi, cái cây táo tàu này mình mê quá. Hồi nãy mình mê bụi hoa hùa quỳnh, bây giờ tới cây táo tàu. Cái mãng cầu cũng đang ra bông phải không? Cái này là mãng cầu Úc nè. Phải không chị hai? Do Thái. À, mãng cầu Do Thái hả? Cái này mãng cầu Do Thái, trội bông của nó này các bạn. Cái lá nó ngộ ha. Trời ơi, chị hai chiên trồng trong chậu đó nha. Trong chậu nhưng mà sao nó cũng ra trái dữ lắm. Đây, đây là hồi nãy là cây táo tàu ngoài đất. Bây giờ tới cây táo tàu trong chậu nè. Cây táo tàu này trong chậu á, thì mình lại thấy hoa thôi, chưa có đậu trái. Chắc nó không bằng cái cây ngoài ha. Cái cây ngoài kia trái quá trời trái. Cái trong chậu này nó chưa có trái ha chế ha, nó chỉ đậu hoa. Nói gì nói thì hình như cây ngoài đất nó vẫn mạnh hơn á. Đó, thì là cái cây táo tàu này trồng trong chậu thì nó mới ra hoa thôi, chưa đậu trái. Chị hai mình trồng thanh long nhiều lắm. U cha, mình thấy bông. Thanh long thì khoảng tháng 8, tháng 9 nó mới thành trái. Còn những cái này chỉ là những cái bông. Những cái bông. Và bụi này nó to quá. Trời ơi, nhìn bông kiểu này thì chắc trái ăn mệt nghỉ gì hai ơi. Đó. Bông á, bông ngắt luôn á. Mấy bộ thanh long nữa chứ không phải một. Trời ơi, đây nữa. Còn cây đu đủ. Cây đu đủ gì mà nó cao dữ vậy. Nó cao vòi vòi. Vậy hả? Ngọt dữ lắm. Nó cao vòi vòi luôn á. Nhưng mà cũng đẹp. Đây nè, đây thêm cây mãng cầu nữa nè. Còn đây là cây nhãn. Cây nhãn này thì mình thấy nó cũng đang đậu trái nè. Nó đang đậu trái nè chị hai, nhưng mà nó ít. Đó. Ít thưa, không nhiều. Bông cũng ít. Chị hai trồng cây này cũng 4 năm rồi đó, nhưng mà không biết sao mà nó lại chưa có đậu trái nhiều. Mà bông thì cũng thưa nữa. Còn đây là thêm cây đu đủ nữa. Ủa, cây đu đủ này chia làm hai tầng ngộ ghê. Tầng trên với tầng dưới. Đây cũng là cây nhãn nữa nè ha. Ô, cây nhãn này cũng to quá mà sao không thấy ra bông chị hai ha. Còn cây này cây mận. Mận đẹp quá. Không có hoa nên không biết. Đây, cái này là em này là cây ổi. Thăng long again. Còn đây, mình thấy cái cây này đẹp. Mình hỏi thì chị hai nói cái cây này là cây lồng mứt á. Sapuche á. Đẹp quá ha. Chưa thấy cái lá, chưa thấy cái bông, cái trái mà thấy cái cây thấy đẹp quá à. Nó như là cái dù vậy đó các bạn. Nhìn thấy thương không? Chị hai có nguyên một bụi này là bụi lá mơ nè. Đó. Có ai ăn đâu mà phải trồng quá chừng. Còn khổ qua. Khổ qua đang bò. Khổ qua đang từ từ bò lên. Bầu cũng đang từ từ bò lên vàng. Chưa có trái. Khi nào có trái chắc mình chạy qua mình quay thêm đợt nữa. Quá nó lủng lẳng. Chỗ đây thêm cây mãng cầu nữa. Đây thêm cây mãng cầu đã quá trời bự luôn nè. Cái thùng này anh hai ơi, cái thùng này anh hai làm phân, ủ phân phải không? Ồ, em tưởng cái thùng anh hai ủ phân. À.
Trời ơi, cưng cá gớm không. Trên đây cũng có một vàng lan nhỏ nhỏ. Ở dưới này cá, mà cá trốn đâu hết rồi. Tại ở bên này á, người ta sợ chim trời đó, cho nên là người ta lấy lưới người ta tủ lại hết, là người ta không có để ra đâu. Để ra là chim trời nó vớt hết. Các bạn thấy cá không? Cái hồ nhỏ nhỏ nuôi cá đó. Đỏ 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 đó, mấy cái con đỏ đỏ bơi qua bơi lại đó là con cá đó. Đều đậy lại nhìn không có thấy rõ. Wow, cái bưởi nhiều trái quá. Trời ơi. Ủa, em tưởng mà bưởi là Tết chứ hả? Trời ơi, cây bưởi nhiều trái quá các bạn ơi. Trời ơi, cặp bưởi của chị Hai đẹp quá nè. Ôi, đâu bạch ra cho em quay với. Trời ơi. Trời ơi, cây bưởi mà cái đít nhọn nhọn thấy thương quá hả. Cây bưởi này cũng không cao luôn đâu, mà cũng quá trời trái. Ừ, cây lưỡi mà nó chừng nó chín vàng đẹp lắm ha. Ôi, mình đi đâu mà mình thấy cây mà đang có trái toàn ten là mình mê lắm. Là cây lựu kiển. Này là lựu kiển thôi, ăn được. À, ở đây mình mới ăn mấy trái nè. Cây này là các bạn biết cái gì không? Nó gọi là cherry donut. Đây. À, donut beach. Em lại gọi cherry là thật rất là trái đào đó, trái đào donut đó. Đây nè. Trời ơi, khi mà cái bông nó tàn rồi nó ra cái trái, mà cái trái này nó ăn nó giòn vô cùng luôn. Để chị Hai mới hái cho mình ăn mấy trái ngọt lắm. Thấy mê không các bạn? Đó. Cái cây này cũng trồng trong chậu luôn. Cũng không có bao lớn mà trời ơi, cũng trái quá chừng là trái luôn. Ui, cái cây này ăn đã lắm. Nó vừa giòn ha các bạn. Nó vừa thơm mà nó lại còn vừa ngọt nữa. Nó dẹp dẹp với cái bánh donut á. Sao người ta gọi nó là đào donut. Giòn quá. Tại nhà đây nó có mấy cái trái bự đã. Thấy chưa các bạn? Nhà ông bà không có nít, lâu lâu mình qua mình quậy bữa đi. Trong đây nè, trời ơi. Ôi trời ơi, thấy thương quá à. Vừa quay vừa ăn luôn nha các bạn nha. Trời ơi, các bạn nghe cái mùi, cái giòn, rất tiếc là các bạn không ngửi được cái mùi thơm đó. Nó vừa thơm, nó vừa ngọt, nó vừa giòn. Cái này là hoa bông bụt thì ai cũng biết rồi ha. Cái này là cái mai, cái lũ, cái sứ. Tuốt trong góc này cũng có một lẻ loi một quỳnh, thì hai mình mê quỳnh lắm. Tới mà trong cái xó thùng rác này nè các bạn. Cái chỗ này là cái chỗ để thùng rác. Mà chị cũng để một chậu quỳnh nữa là biết sao. Giờ mình chạy ra sân trước chỉ coi có cái gì đặc biệt không nha. Được rồi chế, được rồi, wow. Cái này vô hình ăn ảnh lắm nè, cái tím này nè. Cái chậu lan này là chế cũng trồng đó. Trời ơi, nó đẹp dễ sợ. Giống như là đi mua ngoài tiệm chứ thua gì đâu. Cái thằng kế bên thì nó hơi hơi to tím, cái màu đậm quá hả. Trời ơi. Chế kéo mình vô nhà cho chị. Mấy cái chậu lan của chế đẹp quá, mày không quay. Cứ lo quay ngoài vườn. Còn đây là trước sân nhà của chị Hai mình. Từ cái hôm cách ly tới giờ là cũng là 3 tháng mấy rồi đó. Từ hôm tháng 2 là dỗ má chồng. Tháng 3 thì dỗ bố chồng, nhưng mà lại cancel không làm, là vậy cái vụ cách ly. Coi như là 3 tháng rồi mình không có qua đây.
chắc giờ mình phải qua thường xuyên quá các bạn, đặng có trái cây mà ăn chứ. Trước nhà chị hai, anh hai chị hai cũng siêng làm vườn lắm, dễ thương không? Những cái lối đi trải sỏi rồi có những cái cây nhỏ 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 nhỏ. Kia này cũng là một dạng lan đấy các bạn, mà mình thấy cái hoa này sao mình thấy dễ trồng ghê nha, lúc nào cũng có hoa, không có lúc nào mà nhìn cái chậu này mà nó không có hoa hết trơn, rất là dễ trồng. Trời ơi, đây mấy chậu quỳnh bự nữa nè. Chị hai mình chỉ mê quỳnh. Đây nữa. Trời ơi. À, có cái hoa mãng đình hồng đang ra hoa này các bạn. Dễ thương không? Đây nữa, đây cũng một chậu quỳnh bự lắm. Nhưng mà không có thấy bông. À đây, đây có. Trời ơi, đây nè. Trong gốc, sao mà nở bông trong gốc, ai thấy? Trời đất ơi, đây nè, nó đây nè các bạn. Đó, mình phải nâng lên. Đang có hai cái bông. Trời đất ơi, em đẹp như vậy mà em chui trong gốc, ai thấy em? Xinh không các bạn? Đỏ rực à. Ở giữa có cái chùm trắng trắng, thấy thương không? Mình buông tay xuống cái nó nằm ụp xuống vậy mất. Thì sao có cách nào đưa lên thấy rõ? Đẹp lắm. Nhưng mà cái dạng của cái cây này rất là đẹp, tại vì nó cao. Mấy cây này mình không biết, không có chị hai ở đây mình không hỏi được là cây gì. Viên vàng trước mặt đó là bông hồng. Bên đây cũng có một bụi bông hồng cam nhỏ nhỏ. Rồi, vậy là mình đã hoàn tất mảnh vườn của anh hai chị hai rồi. Bây giờ mình xin chào cả nhà nghe. Chúc tất cả mọi người một ngày vui. Và hẹn gặp lại.